Thì con hư tại mẹ mà ráng dậy đi. Con hư tại mẹ. Bước ra, bước ra đây. Quánh nó nhẹ 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 riết rồi lì. Không coi ra gì hết. Quất. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Gà cái rồi. Nó không mấy đâu, quất thôi, giờ cho nó thấy nó mới sợ chứ. Tự nhiên bị quất đâu biết gì đâu. Nằm im đi. Đẹp chưa? Đẹp trai vậy mà ác nè. Bỏ nhà đi bụi luôn con. Né cả, né. Ba vừa đánh mà vừa bỏ cái cẳng nó mới ghê chứ. Né, trốn rồi. Sợ chưa? Dạy nó đi. Gì đây? Mất dạy.